Ừ, điện thoại không thể đấy. Thế để bảo anh chị có thể nhìn được một cái bức tranh đầy đủ cái kinh tế crypto, crypto mã hóa vào sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái ví dụ bức tranh crypto nhé, thế nào nó có thể phát triển được, nó có thể phổ biến được, nó có mang thu nhập của chúng ta như thế nào, và chúng ta sẽ có những cái lợi thế gì, ai mà tham gia vào cái hệ thống sinh thái đấy, anh chị có sẵn sàng tham gia không, nếu mà mọi người sẵn sàng. Tôi đã thấy có số 1 này. Tôi cảm ơn. Tuyệt vời. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thế thì bây giờ chúng ta hãy tới step tiếp theo. Tên tôi là Khoa Nova. Tôi là nhà đầu tư cá nhân. Tôi cũng là nhà huấn luyện viên kinh doanh. Đồng thời tôi cũng là người dẫn chương trình trò chơi huấn luyện thiên tài tài chính. Và tôi cũng là người đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu. Đương nhiên là hôm nay chúng ta sẽ xem xét slide tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét và sẽ tìm hiểu các cái công ty đối tác của blockchain của crypto nhé. Và cái sự quan hệ hợp tác này nó làm tăng sự quan tâm đến blockchain crypto nhé và tăng lợi nhuận của các token như thế nào. Đồng thời là chúng ta sẽ kể về bốn hướng tạo token mới và cái hoạch độc đáo để kết hợp lợi ích của khách hàng, doanh nhân và nhà đầu tư trong một hệ sinh thái. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thuyết trình nhỏ gọn từ một trong các cái chương trình khách hàng thân thiết liên quan tới cái kinh tế mã hóa. Chúng ta sẽ giới thiệu qua một trong các cái đối qua một đối tác Blockchain Crypto Unit. Chúng ta hãy tới slide tiếp theo. Blockchain Crypto Unit là một phần của công ty của UGP Group và những cái buổi gặp gỡ trước chúng ta đã phân tích rồi và chúng ta đã nghe rồi là có một cái công ty như UGP Group và chính công ty đấy nó đã tạo ra cái danh mục đầu tư toàn cầu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách chi tiết hơn nữa và chúng ta có những cái công ty gì là danh mục đầu tư toàn cầu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo. Tôi cảm ơn ạ. Thế cái sứ mệnh của GP Group là họ GP Group muốn trở thành là kinh tế tiền hóa thế giới nhờ vào các vệ tích ứng công nghệ blockchain. Chúng ta sẽ tạo một cái hệ thống cái nền kinh doanh với lợi nhuận cao và các cái sản phẩm công ty và những cái người tiêu dùng một cách tích cực, họ sẽ ở bên trong một hệ sinh thái. Tức là chúng ta đang ở cái giai đoạn khi mà rất quan trọng để chúng ta có thể kết hợp được tất cả các cái nguồn khác nhau và tương tác với nhau hết. Và cái đề tài đấy là đề tài của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy tới slide tiếp theo. Tôi cảm ơn ạ. UGP Group là đó là tổ chức phát hành và là đơn vị nắm giữ và bán token đầu tư World Crew. Mà mọi người cũng đã nghe khá là nhiều rồi vào những cái buổi lần trước và nó đã được ủy ban chứng khoán và giao dịch của Hoa Kỳ, Mỹ công nhận và chúng ta có cái giấy trắng và nhiều cái mọi người có thể làm quen với nó liên quan tới việc token World Crew. Chúng ta cũng có cái sách trắng đó cho một số các cái token khác và ở đó nó sẽ ghi chép tất cả các cái điều kiện token đó là gì và nó sẽ cho anh chị các cái cơ hội gì. Và YouTube Pay Group nó cũng là một cái sản phẩm độc đáo, một cái dự án đặc biệt vì nó cho các anh chị có cái cơ hội cho
số lượng người rất là nhiều trở thành chủ sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu. Và nó trong đó nó chứa rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Thế ví dụ như là chẳng hạn như là lĩnh vực điện ảnh. Tôi là fan rất là lớn của điện ảnh và đôi khi nếu mà trước kia thì tôi chỉ có xem phim thôi thì bây giờ thì tôi rất là tò mò để có thể là chẳng hạn như là phim này thì kinh phí của nó là bao nhiêu, ngân sách của nó là bao nhiêu để mà có thể quay được cái phim này. Cái phim này đã hòa vốn chưa chẳng hạn. Thế thì rất là may mắn là Google nó cũng có biết về điều này. Nhiều khi thì chúng ta có thể xem được không xem những cái đấy như một nghệ thuật mà xem cách kiếm tiền. Nhưng mà trước kia đối với những người bình thường thì thực sự là rất là khó thực hiện. Nhưng bây giờ qua cái công ty UGP Group thì có thể trở thành hiện thực rồi, vì khi mà mọi người đồng sở hữu của Token Crew thì anh chị cũng có thể là đồng sở hữu của công ty, một cái công ty điện ảnh mà hiện tại nó đang chuẩn bị cho cái phim đầu tiên của mình để ra mắt. Nhưng mà đây sẽ không phải là một phim đâu, chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái nền tảng điện ảnh. Và chúng ta sẽ cung cấp các cái dịch vụ liên quan tới lĩnh vực điện ảnh. Thế thì đồng thời là tôi cũng rất thích là ở đây nó có rất nhiều cái lĩnh vực, chẳng hạn như là công nghệ ba gian này, hoặc là chẳng hạn như là các cái lĩnh vực stream technology, đó là một cái lĩnh vực sinh thái rất là tốt và nó tương ứng với các cái xu hướng bây giờ và nó giúp thế giới trở thành xanh hơn nữa. Ở đây thì có 100 các cổ phiếu top. Ở đây là một trong cái gói này thì có rất rất nhiều các cái cổ phiếu khác nhau. Token token lĩnh vực token token nào có thể là có nhiều các cái lĩnh vực khác nhau hơn nữa, từ nhà máy này, thậm chí là tới phát triển ở mảng khách sạn. Và tất cả những các cái cơ hội này thì nó chỉ có một trong một từ chúng ta nhận được từ công ty UGP Group, nhờ vào việc là mọi người có thể trở thành đồng sở hữu Google Crew. Nhưng mọi người hãy lưu ý xem là chúng ta có một cái yếu tố rất là quan trọng là từ 15 tháng 9 đến cho đến ngày 1 tháng 10 thì cái cơ hội này trở thành đồng sở hữu Google Crew nó sẽ dành cho những người mà đã qua cái chương trình nhà tư vấn đầu tư. Chúng ta sẽ nói hôm nay về việc này và chúng ta cũng rất là lưu ý anh chị tới cái cơ hội này bây giờ, vì hiện tại chúng ta có một cái cơ hội để có thể mua được cái token Ucro chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi, thậm chí là vài tuần nữa thôi, và không có, chúng ta có thể mua được Ucro mà không có cái điều kiện này. Bây giờ chúng ta hãy tới slide tiếp theo. Tôi cảm ơn. Thế cái danh mục đầu tư toàn cầu thì nó có rất nhiều các cái công ty khác nhau, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh các cái công ty mà nó liên quan một cách cụ thể, liên quan blockchain, blockchain unit, vì chúng ta đang nói về các cái đề tài về blockchain, về lĩnh vực blockchain. Và ở đây chúng ta đã chọn vài lĩnh vực. Cái lĩnh vực đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy đó là sàn giao dịch tiền điện tử, sàn tiền crypto Unitex. Tất cả các lĩnh vực này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói một cách chi tiết hơn nữa. Đó là đảm bảo kỹ thuật số India. Mà đó thì chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều các cái hàng hóa khác nhau qua đảm bảo kỹ thuật số. Đó là Global Union Pay. Đó là một cái hệ thống thanh toán toàn cầu. Và nó cho phép có thể cho mọi người giao dịch tiền crypto và mã hóa, tức là mọi người không những có thể chuyển được bất cứ các cái tiền tệ nào nổi tiếng, chẳng hạn như là đô la hoặc là euro hoặc là rúp, đồng yên hoặc là đồng bảng chẳng hạn, mà nó còn cho phép cho mọi người giao dịch các cái tiền mã hóa, chẳng hạn như là ở nước này mọi người có thể gửi được tiền đô la, và nước khác thì mọi người có thể là ai đó muốn nhận được, có thể mọi người nhận được token Ripple chẳng hạn, và cái điều này có thể tự chức trong cái qua hệ thống thanh toán. Và hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện thêm về một cái
đối tác quan trọng blockchain crypto nhất đó là Học viện Đào tạo Đầu tư cá nhân. Và những cơ hội mà nó sẽ mang cho chúng ta để mà có thể trở thành đồng sở hữu token Crew, để mà mọi người có thể phát triển được các cái tư duy đầu tư. Thế thì chúng ta sẽ nắm cái cụ thể hơn nữa thì chúng ta có thể tiếp tục thuyết trình. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu từ việc là từ công ty đầu tiên, đó là công ty Unitex. Chúng ta nói về sát tiếp theo. Thế thì mọi người hãy lưu ý Ivan Polian trước trong đề tài đầu tiên đã kể một cách rất là chi tiết. Mọi người quay lại sách cho chúng tôi. Tôi cảm ơn. Anh Ivan Polian trước ở trong cái buổi đầu tiên đã kể một cách rất là tích cực về rất nhiều các cái hình thức token khác nhau, và đã anh ấy nhấn mạnh tới việc là có một số các cái token mà nó phải qua cái STO, tức là Delayed Security Token. Và Olga Skripo lúc đó cũng đã chia sẻ với chúng ta là trong công ty của chúng ta đó là một cái token New Crew, nhưng mà đó không phải là token đầu tiên đâu. Và cái token này thì có cái security token, tức là token chứng khoán đấy ạ, nó sẽ là một xu thế rất là lớn. Vì chẳng hạn như là trên sàn Unitex thì hiện tại thì token chứng khoán thì chưa được giao dịch nhiều đâu, cũng có lý do và chúng ta cũng sẽ cố gắng phân tích về nó. Thế nhưng trong tương lai, quan trọng nhất là công ty Unitex, tức là tiền sàn Unitex, thì nó có giấy phép để có thể giao dịch được các cái token chứng khoán, và nó sẽ dự kiến trở thành số 1 trong lĩnh vực này. Tức là ở đây nó cũng viết là đấy, number one. Vì vậy tôi bảo mọi người quay trở lại cái slide này để mọi người có thể thấy được cái chữ number one. Thế cái mục tiêu chính của sàn Unitex, tức là cung cấp cho các cái dự án mà muốn token hóa các cái tài sản của mình, cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật khi mà ra mắt các cái token mới ở trên blockchain crypto unit, và một cái nền tảng là hoạt động trên các cái khung pháp lý hợp pháp. Chúng ta bây giờ cũng nghe cái lĩnh vực rất là quan trọng là token hóa các cái tài sản của mình, tức là chúng ta sẽ hoạt động từ kinh doanh chuyển các cái nền tảng blockchain, và tất cả nó chuyển tất cả cái đấy vào token. Thế thì mà nhiều các cái doanh nghiệp có thể làm được đấy, và họ có thể nhận được tất cả các cái công cụ, nhận được tất cả trong một đi ạ. Tức là chỉ cần tới, tức là các doanh nghiệp hoặc các cá nhân chỉ cần thể tới blockchain crypto unit và tạo cho mình các cái token của mình, và sau đó thì có thể cung cấp họ qua việc bán hàng trên sàn Unitex. Tôi thì thấy đấy là một cái cơ hội thực sự là tuyệt vời. Thật là các cái công ty này nó sẽ có thể nhận được nhiều các cái lợi thế khác mà chúng ta sẽ xem xét. Cái sàn Unitex đã được đăng theo các cái luật của Estonia, một trong những các cái nước hàng đầu liên quan tới tiền mã hóa. Họ rất là giỏi vì họ phát triển một cách rất là tích cực trong lĩnh vực này. Và đó, cái sàn này, bất cứ sàn có giấy phép và nó dành cho những các cái tiền điện tử và tiền pháp định, hoặc là tiền điện tử, tức là nó sẽ có những cái giao dịch cả tiền pháp định, tức là những cái tiền mà chúng ta quốc gia hoặc là tiền quốc tế, như là kiểu euro hoặc đô la mà ai cũng biết. Và mặc dù là cái sàn này thì nó cũng khá là trẻ, khá là còn non trẻ thì trên, nhưng từ tháng 3 2021 đã có một cái giao dịch khoảng 185 triệu đô la Mỹ. Mọi người hãy lưu ý nhé, tức là mặc dù cái sàn rất là còn non trẻ, nhưng mà có những các cái doanh số khá là ấn tượng. Bây giờ chúng ta hãy tới slide tiếp theo. Tôi cảm ơn. Và ở đây thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy, tôi sẽ kể qua một số các cái lợi thế mà chúng ta đã biết
như là token Bitcoin này. Ở đây chúng ta ở đây có những các cái giao dịch và đã được bổ sung thêm một số các cái token rất là nổi tiếng ở trên các cái sàn khác. Chẳng hạn như là đây là Bitcoin này, Ethereum này, cả EOS này, cả có một số các cái stablecoin và nó luôn luôn được bổ sung. Và tuần này thì chúng ta đang chờ đợi thêm khoảng 2 token nữa, token mới. Và hàng tuần thì các cái token nó sẽ được bổ sung thêm. Có một điều nữa là ở đây thì cũng có các cái chương trình đối tác nữa. Và mọi người nhờ cái chương trình đó thì mọi người có thể mời những người khác. Khi mọi người giới thiệu các cái bạn bè họ hàng người quen thì anh chị sẽ có thể nhận được các cái thu nhập của chương trình đối tác. Và đồng thời thì ở đây có một cái cơ hội tạo các cái tài khoản kinh doanh của mình. Tại sao lại vậy? Vì đối với nhiều người, doanh nghiệp, thậm chí là một số các cái cá nhân, anh ấy có cái tài sản riêng chẳng hạn, và doanh nghiệp thì lại có tài sản nhiều hơn nữa. Thế mà nếu mà doanh nghiệp mà sẽ đầu tư các cái số tiền này, cũng có một cái bài báo cái số tiền đó nó sẽ vào tài khoản công ty, và cái thuế của họ thì sẽ thấp hơn. Ở mỗi nước nó khác nhau, nhưng đó là một trong các công cụ để có thể tăng được tài sản doanh nghiệp, nhận được cái thu nhập doanh số cao hơn và sẽ thanh toán các cái thuế nhỏ hơn, mà rất thích hợp cho các cái doanh nghiệp. Và đây có cái tài sản. Hiện tại thì chúng tôi chuẩn bị vài cái video để có thể tổng hợp được và phân tích được cái sàn Unitix. Mọi người sẽ thấy cái video hướng dẫn đó, và anh chị sẽ, tôi sẽ thấy nó sẽ rất là hữu ích cho các anh chị. Và công ty cũng đang chuẩn bị một cái chương trình đào tạo liên quan tới cái việc giao dịch, liên quan tới trading, và tháng 10 thì chúng tôi sẽ công bố tháng 10 năm 2021. Khi nào chương trình giao dịch đó nó sẽ diễn ra, và tôi rất khuyên mọi người xem xét cái này như một cái nghề, vì các cái nhà giao dịch chuyên nghiệp họ cũng có thể nhận được rất nhiều cái thu nhập khác nhau, và đó là mọi người có thể học được, hỏi được các cái nghề nghiệp mới này. Tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tôi cũng muốn nói rằng là dành cho rất nhiều người thì mọi người có cái nhiều các cái cơ hội trên sàn này, họ có thể mua được các cái token mà nó đang vào, các cái token đang có trong blockchain crypto. Nhưng mà mọi người mua cái token và đang giữ ở trên sàn thì nó sẽ không mang anh chị các cái thu nhập doanh nghiệp, nếu mà mọi người coi cái đấy là như cái lợi nhuận từ giao dịch. Nhưng mà mọi người mua cái crypto unit chẳng hạn thì tốt hơn là nếu mà mọi người trên sàn Unitex, mọi người sẽ mua, sau đó thì chuyển lên blockchain crypto unit, và sau đó thì mọi người sẽ gửi vào staking, gửi vào kỳ quỹ, và trong cái tình huống đó thì nó sẽ có thể mang cho anh chị thu nhập nhiều hơn nữa, vì anh chị nó sẽ hàng giây cho anh chị ở cái doanh số từ NTB. Mọi người hãy nhớ về điều này. Và nếu mọi người mua ở trên sàn thì ở trên sàn mọi người vẫn giữ được hết tất cả này, nhưng nếu mọi người muốn còn không những lưu được mang được trong mọi người thu nhập giao dịch, thì mọi người có thể mua được cái token CRO hoặc là UNTB, sau đó thì chuyển nó lên cái phần mà mọi người muốn nhận được thu nhập ấy, thì mọi người sẽ chuyển lên blockchain crypto unit, và sau đó thì mọi người có thể tận dụng được các cái lợi thế lớn hơn nữa, vì tiền nó sẽ làm việc cho bạn. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ cho tôi slide tiếp theo ạ. Và công ty tiếp theo mà chúng ta sẽ trao đổi đó là đảm bảo kỹ thuật số. New Digital Evolution. Và tôi rất đợi cái công ty, ra mắt của công ty này rất lâu.
Tôi cũng muốn biết về thông tin về công ty này mà, và khi tôi biết được thì tôi thực sự là rất rất ấn tượng, vì ai cũng mong ước về điều này và nhận được các cái lợi thế mà cái công ty này nó mang tới, và nó cũng đã mang một số các cái kết quả nhất định ở tại một số nước, và bây giờ thì nó sẽ ra mắt trên khắp thế giới. Tôi nghĩ là ai cũng mong ước về cái sản phẩm này. Bạn nghe thấy bạn nghe thấy tôi không có người đang hỏi. Anh chị có nghe thấy tôi không? Cho tôi cái sự phản hồi với. Tôi có nghe thấy nhưng mà hơi bị nghe hơi bị nhiễu ạ. Tôi cảm ơn nhưng tôi chỉ nói được tối đa như vậy thôi. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về bảo đảm kỹ thuật số mới. Xin phép giúp tôi bật sang slide tiếp theo vậy ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái chứng chỉ. NDE cung cấp các cái chứng học đào tạo về bảo đảm kỹ thuật số. Chúng ta có thấy ở đây có mấy loại giấy phép, giấy chứng chỉ, đó là MA, B, C, D, E. Đó là các cái chứng chỉ để cho những cá nhân. Và bốn loại tiếp theo là dành cho doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cái công việc, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Là cái cách cái tổ chức trên blockchain giữa các cá nhân và các công ty, cũng như là giữa các cá nhân với các công ty và ngân hàng. Thì chúng ta cũng có thể ký kết hợp đồng thông minh giữa cá nhân với cá nhân C2C đấy, và giữa công ty với công ty B2B, và giữa các cá nhân với công ty, và trong số các cá nhân với công ty và cá nhân với cả các tổ chức tài chính, ngân hàng, vân vân. Giúp tôi xem cái slide tiếp theo với ạ. Xin cảm ơn. Trong một giai đoạn nào đấy thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự tiến triển trong chúng ta có thể các bạn vẫn nhớ là trong các sách ấy, hay trong cuộc đời các bạn có thể thấy có đã từng quan sát thấy là cái việc ký kết hợp đồng thì nó giao dịch thì nó chỉ có là bắt tay nhau là coi như là cam kết rồi. Thế nên một cái cách ngày xưa kết giao kết các cái giao dịch đấy, thế nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng tự bắt tay xong người ta chém tay xong là người ta cũng thực hiện đúng những cái lời hứa, những cái cam kết của mình. Và ở đây thì chúng ta có cái cách để bảo đảm cái giao dịch là chúng ta sẽ làm việc qua ngân hàng, tức là ngân hàng sẽ đứng ra là cái bên trung gian giữa hai đối tác, hai người hay là hai công ty, mà sẽ họ ở ngân hàng sẽ đứng ra đảm bảo. Và ngày nay thì dần dần các cái giao dịch sẽ được tiến hóa thêm trong cái ngành crypto đấy, thì hiện nay đã có nhiều từ năm 2016 thì cũng đã có nhiều cái thí nghiệm và nhiều người đã sử dụng cái hướng này. Và chúng ta sẽ xem là một cái ví dụ để xem là cái việc này có thể được thực hiện như nào, nó có thể hiệu quả như thế nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái phương án như là chúng ta hình dung là chúng ta đi máy bay, và chúng ta biết là nếu như máy bay được giữ bị chậm 22 giờ thì ngân máy bay các công ty hàng không sẽ phải đền bù cho các bạn. Chúng ta hình dung cho là nó thường diễn ra như thế nào, không phải qua blockchain thì sẽ như thế nào. Tức là bất ngờ là máy bay bị chậm, bị muộn giờ, bị delay, và thế là bạn sẽ phải được nhận cái tiền đền bù. Thế nhưng mà trên thực tế thì trong lúc mình chờ, thế thì có người còn không nhận được, thế thì mình vẫn phải chờ một thời gian, một khoảng thời gian. Tại sao? Tại vì cần có hẳn một cái quy trình để hai các bên thống nhất với nhau, từ là sự kiện là từ lúc mà sự kiện xảy ra cho đến khi cái tiền đấy nó lên được tài khoản của chúng ta, những cái người mà sẽ phải nhận
những người đi máy bay chuyển đường bay bị hoãn đấy. Thì nếu như mà công ty sẽ tiến hành những cái giao dịch để trên blockchain thì chắc chắn là ngay lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy là trên tài khoản của công ty sẽ có một cái khoản tiền đã được cái khoản được ghi qua hợp đồng thông minh, hợp đồng thông tin sẽ giữ khoanh một lượng token nhất định, bởi vì chúng ta ở trên blockchain ấy, chúng ta tôi nhắc lại là trên blockchain thì cái tiền thì đấy là token mà. Thế thì nếu như trong trường hợp mà cái chuyến bay bị hoãn 2 tiếng hoặc là bị không không bay được nữa, thế thì ngay lập tức trên blockchain họ sẽ nhận ra được, tức là về mặt kỹ thuật đấy, là chúng ta biết là đã có cái sự trục trặc kỹ thuật. Thế thì mỗi giây đấy thì mỗi một cái người tham gia cái cuộc chuyến bay này này sẽ nhận được trên cái tài khoản của mình trên blockchain hoặc trên cái hệ thống thanh toán của họ, họ sẽ nhận được cái khoản tiền đền bù. Thế thì ai mà muốn được cái hệ thống đấy hoạt động ngay từ bây giờ rồi, xin hãy trả lời giúp tôi bằng cái dấu cộng, nên nếu các bạn thấy là cái hệ thống này là nó hợp lý và nó cần phải được thực hiện ngay. Tức là nếu như mà có một điều gì đó sẽ diễn ra, xảy ra, đã ghi trong hợp đồng đấy mà nó sẽ xảy ra. Xin cảm ơn mọi người đã phản hồi. Thế nếu như mà có một cái sự cố gì xảy ra mà theo đúng hợp đồng và bạn sẽ phải được nhận một cái khoản đền bù cho nó, cho cái khoản tiền đấy, cho cái sự cố đấy. Thế thì bạn không cần phải chờ N ngày nữa mà các bạn có thể nhận ngay cái số tiền đền bù ngay lập tức. Thì hợp đồng thông minh chính là để làm cái điều này, thực hiện cái chức năng này. Chúng ta sẽ xem thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ như là bạn muốn nghỉ ngơi. Và để làm điều đấy thì bạn đã thuê một cái phòng ở khách sạn. Và bạn đã trả tiền trước một khoản tiền nhất định. Bạn đã nhận trả một khoản token nó nhất định. Cảm giác ví dụ như là bạn là đặt khách sạn rồi bạn nhận bạn trả trước một phần token nhất định để đặt cọc. Thế thì khi nếu như mà các bạn không đến, không xuất hiện thì cái số lượng token đấy thì sẽ bị trừ ngay lập tức để bù cho cái khoản phạt đấy. Thế nếu như các bạn đến khách sạn mà các bạn chọn một cái phòng nhất định và cái phòng đấy thì lại vì lý do nào đấy mà không chưa sẵn sàng ở trên hợp đồng thì ghi là các bạn đã chọn cái căn phòng này rồi, thì các bạn có thể được nhận cái tiền đền bù bởi vì là họ làm sai hợp đồng. Thì đấy cũng sẽ là theo hợp đồng thông minh. Đây cũng là một cái phương án, một cái cách thức để chúng ta thực hiện hợp đồng thông minh. Chúng ta thuê nhà, nếu như chúng ta thuê một cái căn căn nhà ở để chúng ta ở đấy. Với nhiều người thì đây là cái điều rất là quan trọng với nhiều người. Thì chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có luôn số tiền đầy đủ. Thế nhưng nếu như chúng ta có bảo đảm kỹ thuật số, chúng ta có thể được đảm bảo là cái giao dịch này chúng ta sẽ đặt cọc cái số token này. Và sau đó thì đấy sẽ là cái gì cho thấy là chúng ta có, tức là chúng ta thể hiện cái thành ý để chúng ta sẽ thuê cái nhà đấy, không chỉ là tức là không phải là tôi muốn hay không mà là chúng ta có một cái lịch sử tín dụng và ai đó có thể nói là tôi có cái lịch sử tín dụng mà không cho phép tôi vay tín dụng ở ngân hàng chẳng hạn. Thế nhưng ở đây thì sẽ không quan trọng, bởi vì là quan trọng nhất là các bạn sẽ có cái bảo đảm kỹ thuật số và cái lịch sử tín dụng trước đây của các bạn thì nó sẽ không bị tính đến. Thế nhưng nếu như chúng ta xem xét cái phương án là chúng ta ký kết cái hợp đồng thông minh cho một cái căn hộ chẳng hạn,
mà chúng ta biết là cái hợp đồng đấy, tức là về theo điều kiện hợp đồng thì chúng ta sẽ được sống và thuê để sống. Cái điều đấy rất là quan trọng mà không ai có thể đến để bảo là không, anh không được ở đây và anh phải đi. Thế thì không có cái chuyện đấy. Đấy, bởi vì hợp đồng sẽ được ghi trên blockchain rồi. Quy định thứ hai là các bạn sẽ có thể đặt token để đảm bảo và nó sẽ mang cho các bạn cái thu nhập, và các bạn có thể lấy cái, tức là cái khi mà mình ký quỹ cái token để chúng ta thu nhập được một số cái token khác thì nó cũng sẽ giúp chúng ta vừa bù đắp lại được cái tiền thuê nhà. Thế thì đấy cũng sẽ là một cái giải pháp rất là tốt cho nhiều người, bởi vì là cũng là cái người mà sẽ thuê cho ta thuê nhà đấy thì họ sẽ biết chắc chắn là họ sẽ nhận được tiền, họ sẽ không bị quỵt, không bị bùng tiền. Và cái hướng mới là bảo đảm kỹ thuật số này thì nếu như mà nó sẽ bắt đầu được đi theo cái hướng mới này thì sẽ có những người mà họ sẽ muốn sử dụng trong cái dịch vụ này, và họ sẽ có những cái tiềm năng mới, hoặc nếu mà họ có thêm cái chức năng này thì họ có thể có thêm khách hàng. Và thứ hai là tôi nghĩ là cũng rất là cái hướng rất là quan trọng, đó là cái bảo đảm là sẽ cái căn hộ sẽ được thanh toán có token mà, và sẽ có cái trường hợp nếu như mà có điều gì đó xảy ra, bị hỏng, bị vỡ, bị đền thì sẽ có cái người đền tiền, bởi vì cái tiền đấy đang được tạm giữ khoanh lại trong cái trạng thái đóng băng, và sẽ chỉ đến với chúng ta khi mà cái điều kiện theo hợp đồng nó phải được thanh toán, tức là cái người thuê nhà hoặc là cái người mà cho thuê nhà, tức là chỉ một trong hai bên để có thể nhận được thôi. Với nhiều người thì cũng token cũng sẽ đắt lên, dần dần sẽ đắt lên, và nó sẽ là cái nhu cầu về cái dịch vụ này sẽ ngày càng có thêm nhiều. Và ngày hôm qua thì là chúng ta đã có một cái ngày hội lớn, chúng tôi đã thực hiện ở nước tôi, thì tôi sống ở Ukraine, hay nước tôi họ đã thông qua một cái đạo luật là tiền crypto thì có thể sẽ được đúng mà sử dụng, tức là chấp nhận tiền crypto, có cái luật mới về crypto, và có nghĩa là đây cũng sẽ là một cái phương tiện mà chúng ta có thể sử dụng để thanh toán ở các cửa hàng, các đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Và điều đó cho thấy là đây cũng sẽ là cái hướng phát triển mà sẽ phát triển rất là mạnh trong tương lai. Tôi nghĩ là bảo đảm kỹ thuật số của Blockchain Crypto Unit và công ty UGPay Group thì nó sẽ là cái công nghệ tiên tiến, và hôm nay ai đó thì sẽ... Ở đây chúng ta đã có tất cả những cái sản phẩm mà đã sẵn sàng để thực hiện theo cái hợp đồng, ở cái luật mà đang vừa được thông qua ở nước tôi đấy, thì tôi có thể nói là cả hôm nay lẫn trong tương lai đều sẽ có sức cầu rất là lớn. Ngoài ra, giữa các cái doanh nghiệp với nhau, bảo đảm kỹ thuật số thì cũng sẽ là một cái điểm rất là quan trọng, bởi vì nhiều công ty sẽ được ký kết hợp đồng một cách đơn giản hơn. Họ sẽ chắc chắn rằng là sẽ đảm bảo được thanh toán, họ sẽ đảm bảo là sẽ được giao hàng. Nói cụ thể hơn về tất cả những thứ đó thì anh Emmanuel có thể nói cho các bạn được trong cái buổi webinar lúc 2:20 giờ Moscow. Thế thì mọi người cố gắng tham gia và để nghe cái buổi đấy, bởi vì anh ấy sẽ nói về những cái hướng phát triển nữa. Đó là làm thế nào mà chúng ta có thể thông qua blockchain chúng ta theo dõi xem là một cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, nó có đúng là hàng thật hay không, hay là hàng nhái, có thể nói là như vậy. Tức là có đúng cái sản phẩm là ghi trên bao bì hay không, chúng ta có thể kiểm tra qua mã QR. Và có một điều nữa cũng khá là quan trọng, đó là chúng ta sẽ có cái token sẽ được cần rất là nhiều trên blockchain unit, bởi vì là cái dịch vụ IT mà sẽ cung cấp cho trong cái bảo đảm kỹ thuật số thì nó sẽ rất là rộng, và nó sẽ đáp ứng được những cái quy tắc thời hiện đại này, và tôi nghĩ là nó sẽ ngày càng phổ biến hơn và sẽ được ngày càng gia tăng.
Và như vậy thì là cái token này sẽ ngày càng được ưa chuộng và cần nhiều người cần đến. Thế thì xin cảm ơn là sao tôi xin slide tiếp theo. Global Unit Pay. Đây là cái dịch vụ để tiếp nhận các cái khoản thanh toán online. Trên thực tế thì rất là có một điều rất là tuyệt vời là bây giờ chúng ta cũng có thể chuyển. Các bạn giúp tôi chuyển sang slide tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta có thể chuyển tiền crypto, tiền fiat cho nhau. Thay trao đổi, chúng ta có thể chuyển tiền crypto và đô la đến các nước khác nhau. Không quan trọng các bạn đang ở nước nào. Bởi vì trước đây thì tôi chẳng hạn, tôi sẽ không thể chuyển tiền ra nước ngoài được. Tôi gặp phải vấn đề khi mà chuyển tiền ra nước ngoài là thế nào để có thể chuyển tiền trả cho người này người kia sang một nước khác. Và những cái nước đấy thì thực sự là có rất là nhiều. Và tôi sẽ phải làm thông qua các cái đơn vị khác nhau, đơn vị dịch vụ khác nhau thì mới chuyển được. Còn ở đây thì chúng ta có blockchain, chúng ta có thể chuyển một cách dễ dàng trong một hệ thống chung mà không cần phải nhờ đến những cái dịch vụ bên ngoài nữa, dịch vụ trao đổi bên ngoài nữa. Vậy thì cái điều này nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái lợi ích gì? Global Union Pay mang lại cho chúng ta những cái lợi ích gì? Nó tức là đây là cái công nghệ dựa trên blockchain với các cái tính năng bổ sung, nó cho phép mọi người có thêm được những cái tính năng hoàn hảo hơn, tính năng các cái dịch vụ hoàn hảo hơn để thực hiện các cái giao dịch tài chính giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với cá nhân và giữa cá nhân với nhau. Global Unit Pay thì cũng là một cái đơn vị được cấp phép, được cấp quyền của SOFIT, tức là cái tổ chức quản lý các cái đơn vị trung gian và tài chính. Và cái đơn vị này sẽ quản lý tất cả các cái cơ quan bên dưới, và nó là cơ quan của Thụy Sĩ, cho nên là cái độ tin cậy nó rất là cao. Khi mà chúng ta đã đăng ký được ở cái đơn vị này thì chúng ta sẽ hoạt động theo luật của Thụy Sĩ. Ở châu Âu thì đây là một cái tổ chức rất là uy tín và họ sẽ coi trọng cái việc này. Và nếu như ở Thụy Sĩ chúng ta biết là có rất là nhiều các cái hệ thống thanh toán, cái cơ quan thanh toán uy tín, và chúng tôi rất là vui mừng là Global Unit Pay cũng đã đăng ký ở Thụy Sĩ. Có cho chúng ta những cơ hội gì dành cho những cái người cá nhân, đó là các cái tài khoản mà chúng ta có ở các ngân hàng. Nếu mà mọi người sẽ có cái tài khoản IBAN riêng trong các cái khuôn khổ pháp lý của châu Âu, và mọi người có thể chuyển đổi được nội bộ không mất phí, vì trong hệ thống thanh toán Global Unit Pay thì nó sẽ có nó sẽ không có phí, và một trong những các cái token chính ở đây sẽ là WISDU, cái token mà chúng ta sẽ làm quen các cái buổi làm việc trước. Đó là các cái tiền thẻ ảo, thẻ vật lý nó rất là đẹp mà chúng ta đang chờ đợi. Và cái chúng ta sẽ trao đổi tự do tiền điện tử, tiền pháp định dành cho những cái pháp nhân, đó là cái tài khoản IBAN. Và đó là mua hàng internet kèm theo cái quy trình xử lý tiền điện tử pháp định. Tôi có muốn mọi người lưu ý về cái mọi người các cái doanh nghiệp, chẳng hạn chúng ta nói về thích ứng được và sẽ có thể thích ứng được cái luật về đảm bảo kỹ thuật số. Cái việc là chúng ta sẽ có thể tạo ra tiền mã hóa, nó sẽ thực hiện qua hàng internet, cái chỗ hệ thống trung gian thanh toán, và nó sẽ cho phép chúng ta làm. Và quan trọng là nó phải có cái, rất quan trọng là có cái cổng tiền điện tử pháp định, và Global Unit Pay đều có cái đấy. Và vậy là rất nhiều các cái doanh nghiệp, nhiều các cái đơn vị mà họ sẽ nhanh chóng sẽ nhận diện Global Unit Pay, và sau đó thì sẽ sử dụng các cái dịch vụ của nó. Thế thì các cái doanh nghiệp thì họ sẽ có thể đặt các cái thẻ riêng của mình, và nó sẽ có tích hợp IP và mọi người có thể gửi và rút được tiền, nạp và rút được tiền. Tôi cũng muốn nói rằng là Global Unit Pay
sẽ là một trong những cái nhà tài trợ chính nhất tại một cái triển lãm rất là nổi tiếng như Crypto Expo 20 mà nó phải diễn ra vào năm ngoái. Thế nhưng vì do dịch Covid thì nó chuyển cho tới này, và đối với chúng ta rất là tốt vì trong cái thời gian đó thì Global Yen Pay nó cũng đã phát triển được và nó thực hiện được tất cả cái dịch vụ mà hiện tại nó sẽ cung cấp. Và hiện tại thì sẽ có buổi ra mặt ở thế giới cái hệ thống thanh toán đấy trên khắp thế giới, và thực sự nói là rất là thực tiễn và rất là kịp thời, vì hiện tại thì có rất nhiều nước thì có rất nhiều các cái luật liên quan tới cái kinh tế crypto, vì vậy là chúng ta phải nắm bắt, và đó là một trong những các cái hệ thống thanh toán mà mang cho chúng ta cái số lượng khách hàng rất là mới. Và họ sẽ sử dụng blockchain crypto unit và dịch vụ các cái đối tác blockchain crypto unit và cho những cái cổ tức rất là vui cho tất cả những chủ sở hữu WorldCrew, và sẽ cho chúng ta một cái vốn hóa và cái tăng trưởng các cái tiền mã hóa, các cái token mà đang ở trong blockchain crypto unit. Bây giờ chúng ta hãy test tiếp theo. Chúng ta thấy rằng là cái triển lãm này thì nó sẽ diễn ra vào ngày 13, ngày 14 tháng 10 tại Dubai, thì bọn mình sẽ có cái cơ hội tham gia nó. Một trong những các cái người diễn giả nó là Andrej Fratuk, anh là giám đốc của Chipay Group, và anh sẽ chia sẻ cho triển lãm này là Token Group là gì và cơ hội của tôi nhập pay về các cái cơ hội đảm bảo kỹ thuật số với sàn Unitex, và đặc biệt là đối với cá nhân và những cái sản phẩm khác. Vì vậy là tôi nghĩ rằng cái công ty này nó sẽ tạo cái tăng trưởng rất là lớn và sẽ thu hút được rất nhiều các cái những người đam mê tiền crypto và những cái doanh nghiệp cho blockchain group to unit và đối tác cho họ. Tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta hãy test tiếp theo. Và họ về đào tạo đầu tư cá nhân. Thực ra thì tôi cũng muốn, trước khi tôi làm quen với cái đơn vị này thì tôi luôn luôn muốn học để mà có thể làm được thế nào để tiền, không phải tôi kiếm tiền đâu mà tiền cũng làm việc cho tôi. Và tôi luôn luôn tìm kiếm một cái công cụ như vậy, vì tôi sự là, trong cái tiềm thức tôi biết rằng là cái điều này có thể, nhưng tôi không có đủ kiến thức để mà thực hiện được điều đấy, và cũng hơi sợ, tôi có nỗi sợ hãi. Thế nhưng nhờ vào học viện đào tạo đầu tư cá nhân thì tôi bắt đầu nghiên cứu, bắt đầu học, và tôi có ấn tượng rất là nhiều. Và tôi vào được một cái thế giới tài chính lớn lao. Bạn có thể quản lý được tài chính cá nhân này, rồi là các cái kiến thức liên quan tới tài chính và cái việc phát triển bản thân nữa. Và đấy là tất cả những cái chương trình này nó rất rất ấn tượng, và tôi cũng muốn chia sẻ thì họ mình đã đầu tư cá nhân có những thứ gì nữa. Thì chúng ta hãy tới slide tiếp theo. Thế thì một trong những cái sứ mệnh của IP thì đó là chúng ta đưa sự tiền hóa kinh tế thế giới dựa trên sự tham gia của mỗi người vào hoạt động của các công ty mà họ sử dụng. Và đương nhiên là đây là một cái việc rất là quan trọng. Chúng ta sẽ thực hiện cái đấy qua giáo dục, và cũng có vài yếu tố trên thế giới này. Chẳng hạn như là một số người nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ cần phát cho tất cả mọi người số tiền bằng nhau thì thế giới này nó sẽ hạnh phúc. Nhưng thực ra thì là mọi thứ nó không phải như vậy đâu. Vì cái thí nghiệm đó thì người ta đã tổ chức rồi, và tổ chức ở vài nước rồi. Chẳng hạn như là một trong những thí nghiệm đó là diễn ra ở Mỹ. Một cái thí nghiệm kín hơn nữa thì diễn ra tại lãnh thổ nước Texas, tức là Mexico cũ.
Thế số người khoảng 5.000 người đã chờ đợi cái số tiền giống nhau, cái nhóm kín như vậy. Và mọi người xem tiếp thì họ sẽ làm gì với điều này. Có rất nhiều người theo dõi họ. Cái số tiền người ta phát được giống nhau. Thì họ thì vào một giai đoạn nó khoảng 2 tháng sau thì là những cái số tiền mà ai mà đã có tiền thì họ vẫn có tiền thôi, còn những cái nào không có tiền thì cái số tiền đấy nó cũng bay đi thôi. Và cái nhóm nghiên cứu họ thực hiện cái thí nghiệm này họ rất là ấn tượng, thì họ sống họ sau tổ chức 4 tháng nữa và họ mới phát hiện ra mọi thứ cũng tương tự như vậy. Thế thì họ cũng phát hiện ra rằng là không quan trọng là mọi người có bao nhiêu tiền, quan trọng là mọi người cách của mọi người sẽ quản lý nó để mà quản lý tài chính một cách đúng đắn nhất, thì trước tiên là mọi người phải học cái điều đấy. Và tại Hạ Viện đó là tổ chức cá nhân, mọi người sẽ có thể mở cho mình cái kiến thức mới liên quan tới việc quản lý tài khoản tài chính cá nhân và học đầu tư cá nhân, à đầu tư chuyên nghiệp. Thế thì ở đây chúng ta có thể bắt đầu được kinh doanh nhỏ bé, chẳng hạn như là đầu tư cá nhân, cho tới việc là mọi người có thể trở thành nhà quản lý trong lĩnh vực qua các quỹ đầu tư để mà có thể giúp được những người khác, để họ có thể tạo được các cái danh mục đầu tư của cá nhân mình. Và ở đây thì có vài danh hiệu đào tạo bắt đầu, như các cái chương trình đào tạo, như các cái trường học này, hoặc là như các cái nâng cao đẳng hoặc là đại học, và đương nhiên là cũng có những các cái giới hạn cao hơn nữa. Thì phụ thuộc vào việc là mọi người có những cái mong muốn gì trong lĩnh vực này, mọi người có thể muốn chọn những các cơ hội gì, và các cơ hội đó thì có thể là những cơ hội hàng ngày, thì mọi người có thể qua được cái chương trình đào tạo cũng quan tới việc là quản lý tài chính, và sau đó học cái cách tiền nó hoạt động như thế nào. Và một trong những cái điều quan trọng nhất là hiểu tiền nó vận hành như thế nào, và lúc đó thì tiền nó có thể làm việc cho bạn. Và công ty thì hiện tại thì tạo và hình thành một cái các cái nhà đầu tư đa ngành chuyên nghiệp, nhà tư vấn đầu tư, nhà quản lý đầu tư, và nó giúp cho mọi người thì có được doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Cái điều này hoàn toàn là có thể thật, để điều gì đang diễn ra trên danh mục trong danh mục đầu tư toàn cầu, và cái cách mà nó tăng trưởng, cách mà nó phát triển thì thực sự nó rất là ấn tượng. Và UGP Group rất quan trọng là để những cái người như thế nó càng ngày càng trở thành nhiều hơn nữa, nhờ vào học viện đào tạo đầu tư cá nhân. Thì chúng ta đang hình thành một cái lớp những cái người tư duy mới, những người học kiểu mới, và họ dạy trên khắp thời gian này. Nếu có thể quản lý tài chính, vậy là anh chị có thể chọn được cái chương trình đào tạo mà nó phù hợp với anh chị. Và tôi cũng muốn nói thêm và nhắc lại mọi người rằng là những người mới và những cái đối tác mà hiện tại đang có, khi mọi người qua cái chương trình đào tạo blockchain, và nếu mà mọi người trả lời 75, mọi người cũng trả lời câu hỏi 75%, và mọi người qua được các cái yêu cầu tối thiểu để mà có thể nhận được quà tặng, thì mọi người sẽ có thể nhận được cộng thêm 20% giảm giá cho việc đào tạo trong hoạt đào tạo đầu tư cá nhân. Và thực ra thì nó là một cái giảm giá khá là lợi thế, vì nó giúp các bạn tiết kiệm hàng thậm chí là hàng trăm, thậm chí là nhiều hơn nữa, hàng trăm đô la. Và mọi người hãy đi tới việc này, và khi mọi người qua cái chương trình đào tạo này thì và nghe một cách rất là chăm chú, và mọi người sẽ qua cái kỳ thi, thì mọi người sẽ nhận được các cái giảm giá. Ai mà đã qua được cái vòng cái lần thứ nhất thì bạn đã qua được cái kỳ thi ít nhất là 75%, thì họ xác nhận được cái tin nhắn
vào tài khoản cá nhân và mọi người sẽ có thể đến cuối năm chọn được cho mình một cái gói của crew và mọi người muốn nhận từ Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân và khi áp dụng cho nó dạng gọi cái voucher giảm giá 25%. Ở đây thì có những các cái gói lý thuyết và có những các cái buổi huấn luyện như là thiên tài tài chính này và cái mảng cái chương trình huấn luyện đấy, cái trò huấn luyện đấy nó cho phép các bạn trong vòng bốn trung bình 4 là tiếng thì anh chỉ có thể trải qua được 2 năm trong lĩnh vực tương tự với các cái đối tác và có thể cảm nhận được mình là nhà kinh doanh hoặc là hoàn thiện các cái khả năng kinh doanh của mình và anh sẽ chỉ hoàn thiện được các cái khả năng đầu tư của mình và có thể dành thời gian tốt đẹp của mình và nhận được có thể các cái kỹ năng để mà có thể kinh doanh. Và tôi cũng muốn lưu ý với mọi người rằng là những các cái sinh viên mà sẽ học tại Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân đó không phải là những kiến thức đơn thuần mà anh chỉ có thể nhận được và sau đó thì để lấy cái kệ sách đâu. Ở đây là quan trọng là các cái kiến thức đó mọi người có thể áp dụng được ngay và luôn trong cuộc sống và ít nhiều thì có thể là mọi người sẽ có thể bù trừ được cho cái phí học. Tôi rất thích một cái thành ngữ của một nhà tỷ phú thì người ta hỏi ông ấy là đầu tư vào đâu. Nếu mà tôi có 10.000 đô la bằng cái lợi nhuận cao nhất và tốt nhất có thể và anh ấy đã chỉ vào cái đầu, tức là nếu mà anh đầu tư vào đầu thì đó là sẽ là cái đầu tư tài chính tốt nhất vì nó sẽ mang cho anh chị cái cổ tức cao nhất. Vì vậy là mọi người hãy lưu ý tới cái cơ hội này mà Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân cung cấp cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục mà slide tiếp theo. Tôi cảm ơn. Tôi thì ở đây phải có cái chương trình bonus nếu mà ai mà có thể quay cho tôi vào cái slide liên quan tới cái chương trình tiền về liên quan smart portfolio hãy bật cho tôi cái slide để biết nếu mà không có thì tôi cảm ơn liên quan tới cái smart portfolio và tháng này thì chúng ta có một cái dịch vụ về đầu tư theo danh mục và thị trường tiền điện tử, đó là một cái phần thưởng khá là hay thì chúng ta hãy xem này. Tức là smart portfolio nó sẽ cho phép anh chị có thể chọn được ngay và luôn cái lọc ở cái danh mục đầu tư liên quan tới tiền mã hóa hoặc ASEAN này, liên quan tới việc là có rất nhiều các cái luật liên quan tới việc liên quan tới kinh tế mã hóa tại nhiều nước thì cái điều này nó sẽ nói về việc là thời gian sắp tới là sẽ càng ngày càng nhiều người hơn nữa sẽ có thể tham gia vào cái lĩnh vực tiền crypto. Và liên quan tới việc này thì chúng ta phải hiểu rằng là trong giai đoạn này thì thị trường nó sẽ phát triển và để mà vào được cái giai đoạn sớm môn thì nó sẽ nói việc là mọi người sẽ có thể tăng được tài sản của mình nhưng ít nhất là thị trường nó sẽ thúc đẩy. Và đây hiện tại có một cái dịch vụ tuyệt vời mới và là giới thiệu cho anh chị, giúp anh chị tạo ví thông minh và nó sẽ có top 100 tiền mã hóa. Ở đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một cái danh mục nữa, đó là top 30 hoặc là top 50. Mọi người sẽ có thể chọn được
cái tiền mà mọi người thấy phù hợp nhất. Thế bây giờ thì chúng ta đang gọi là cái gói top 100. Và lợi thế là gì? Thế nhưng cái nhà đầu tư mà cái kinh nghiệm lớn thì tôi cũng có thể nói rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng kịp theo dõi các cái tin tức liên quan tới cái việc các cái lĩnh vực đầu tư mà hiện tại đang có. Và vậy theo dõi thị trường crypto không phải chúng ta cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng. Vì vậy là nhiều người họ muốn đầu tư vào top 5 hơn. Thế nhưng cái tiềm năng phát triển của top 5 tiền mã hóa và các cái tiền khác mà hiện tại nó xuất hiện và càng ngày càng nhiều hơn thì nó rất là khác nhau. Vì nếu mà chúng ta nói về Bitcoin và Ethereum thì đương nhiên là nó cũng sẽ tăng trưởng. Thế nhưng hiện tại chúng ta thấy là có cái xu hướng rất là lớn là các cái altcoin khác là cũng phát triển. Và nó tăng trưởng thậm chí còn nhanh hơn nữa. Bản thân các cái con chính, cái con văn bản, cái con top. Và khi mà mọi người đầu tư một chút vào nó thì chúng ta sẽ có thể nhận được cái tăng trưởng danh mục nhiều hơn nữa. Khi mọi người góp vào top 100 thì mọi người có thể nhận được một cái danh mục cân đối và nó sẽ có tiềm năng phát triển. Và mọi người hãy ghi rằng đó không phải là công cụ trading, công cụ giao dịch đâu, đó là công cụ mà cho phép anh chị bấm vào một cái nút click mua top 100 để mã hóa, mà thậm chí là anh chị không phải biết được cái nào đâu. Mọi người chỉ cần xem trong cái tài khoản cá nhân của mình thôi, tài khoản nội bộ ấy ạ. Thế thì cái thực sự nó rất là tuyệt vời vì anh chị có thể nhìn ngay vào luôn là nó tăng trưởng như thế nào, thậm chí là cứ xem cứ mỗi 7, 4, 21 ngày thì phụ thuộc vào việc là sự mong muốn của anh chị thì nó sẽ có thể thay đổi được như thế nào. Có một số các cái coin mà nó sẽ không phải top 100 thì nó sẽ được bán, cái top coin mà nó được bán trong top 100 thì chúng ta sẽ mua thêm. Và mọi người hãy lưu ý ở đây nó không có chứa stable coin đâu nhé. Tại sao lại không được đưa vào danh sách? Vì nó đã là cái tiền stable coin, tức là nó ổn định và nó được kết nối được cái mức tỷ giá nào đó, thường thì nó sẽ là đô la. Thì vậy là cái smartphone thì không bao giờ mua cái tiền đó vì anh chị không thể kiếm được tiền. Số tiền đấy rất không, thực ra là cũng kiếm được nhưng mà nó rất rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo. Đây chúng ta đã nói về cái chiến lược sử dụng cái lợi ích khi sử dụng dịch vụ này trong trung hạn và dài hạn 3 đến 5 năm. 100% cái khoản tiền vốn thanh khoản được có thể sử dụng bất cứ lúc nào, tức là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bán nó đi. Thì có khả năng chúng ta sẽ loại ra khỏi cái danh sách những cái token mà các bạn cho rằng là nó không có cái triển vọng lâu dài và các bạn không thích thì các bạn cho nó vào danh sách thì nó sẽ không, cái smart portfolio này nó sẽ không mua cái những cái crypto đó nữa. Vốn hóa thị theo thị trường tiền crypto thì có thể nói là dần dần và liên tục tăng. Có những lúc nó giảm thì chúng ta cũng đã theo có thể nhìn thấy, ví dụ như là những cái xuống dốc rất là nhanh, thế nhưng mà sau cuối cùng thì nó lại tăng trở lại, bởi vì là ngày càng có nhiều nước chấp nhận những cái đưa ra những cái đạo luật, thông qua những đạo luật liên quan đến tiền crypto. Và tôi không nghĩ rằng là nó sẽ đi xuống, nó sẽ hỏng, nhưng mà nó sẽ đang, blockchain, kinh tế blockchain hiện nay đang phát triển và có thể mang lại những cái lợi thế khác nhau, những cái cơ hội khác nhau, thì là cho nên là thị trường crypto và token mà trong đó cũng tham gia vào cái ngành công nghiệp blockchain thì nó sẽ ngày càng phát triển và tăng trưởng, và đương nhiên là theo đó thì vốn hóa cũng sẽ tăng.
Và nếu như chúng ta xem xét cái kết quả trong thời gian từ mùng 1 tháng 3 năm 2020 đến 20 tháng 3 năm 2021, thì nếu như mà các bạn bỏ vào theo các cái ứng dụng đấy, thì chúng ta có thể đầu tư vào Bitcoin chẳng hạn, thì chúng ta đã có thể nhận được tăng trưởng là 578% rồi, nhờ có cái sự tăng trưởng của Bitcoin. Nếu như chúng ta nói về nếu như chúng ta đầu tư vào top 30 các loại crypto, thì chúng ta đã nhận được cái tăng trưởng vốn là 800%. Còn top 50 thì là 900%, và top 100 thì là sẽ có cái tăng trưởng vốn là 1.000%, hơn 1.000%. Làm hay không làm, sử dụng cái công cụ cái smart portfolio này hay không, thì đấy là cái quyết định riêng của các bạn. Thế nhưng mà cái đề xuất này thì là nó cũng sẽ là một cái cơ hội cho các bạn có thể sử dụng và sẽ hỏi cái người mà đã mời bạn đến xem cái buổi thuyết trình này, thì người ta sẽ hướng dẫn cho bạn, và chúng ta cũng có thể tham gia những cái buổi họp riêng về cái sản phẩm này. Chúng ta cũng nhớ lưu ý là cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có thể thay đổi một cách theo chiều hướng rất là tốt. Còn bây giờ thì tôi xin các bạn hãy bật giúp tôi cái slide mà chúng ta có 4 loại token, 4 loại tham gia vào token đấy, 4 hướng để tạo ra các token mới. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét làm thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét 4 cái hướng để tạo ra các token mới trên blockchain crypto unit. Loại đầu tiên là token thuộc về danh mục đầu tư toàn cầu 100%. Tức là chúng ta đã biết một số loại rồi. Đó là WorldCrew, Ethereum, UNDP, USDU. Thế nhưng ở đây thì chúng ta còn có dự kiến tạo ra thêm một loại lượng token mới, rất là nhiều token nữa mà cũng sẽ rất là khác nhau. Và chúng ta cũng đã biết rằng trên các cái nền tảng, chúng ta có các cái token nền tảng, token chứng khoán, các cái nền token UNDP, token chứng khoán là WorldCrew. Chúng ta cũng biết là có stable token là USDU và token tiện ích là Crew. Thế thì tuy nhiên thì là trong cái danh mục đầu tư toàn cầu thì cũng sẽ có các cái token như là NFT token. Nếu chúng ta lắng nghe quá chăm chú anh Ivan Paluanchik, thì anh cũng đã cho xem những cái hình. Thì gần đây thì một người trẻ tuổi, mười mấy tuổi đấy, 12 tuổi thì đã vẽ TikTok một cái những cái con đấy đeo đội mũ và đã kiếm được $120,000. Một cậu bé 12 tuổi đã vẽ, và như vậy thì là có những cái cách khác nhau để chúng ta kiếm tiền. Và chúng ta cũng sẽ tham đưa cái đó vào danh mục đầu tư toàn cầu của chúng ta, đó là những cái token kiểu mới. Chúng ta cũng sẽ có thêm những cái loại token khác nhau nữa. Chúng ta sẽ có token chứng khoán hay là token tiện ích. Chúng ta biết là sẽ còn chắc chắn là sẽ có thêm cái thông tin về cái loại token mới, và chúng ta sẽ có được những cái loại thu nhập khác nhau nhờ đó. Vậy cho nên các bạn thử hình dung là cái stable thì nó sẽ có được cái thu nhập như thế nào. Đấy, thì cái cơ hội nó mở rộng ở trước mắt chúng ta, cho tất cả chúng ta, để khi chúng ta tạo ra những cái token mới này. Và tất nhiên là nó sẽ xuất hiện đầu tiên trên crypto unit. Thế thì token tiếp theo sẽ là các token thực sự của các đối tác thực sự của chúng ta trong danh mục đầu tư toàn cầu. Và ví dụ như là cái token này có thể xuất hiện
ở cho chỗ các đối tác của chúng ta mà họ làm về Bazan chẳng hạn, token của công nghệ Bazan, bởi vì công ty dự kiến sẽ xây dựng một cái nhà máy Bazan lớn ở Ấn Độ. Và tôi cũng đã từng sang Ấn Độ, đấy là một đất nước tuyệt vời, rất là đẹp, và tôi nghĩ là đây sẽ rất là tuyệt vời, có rất là nhiều cái tiềm năng để xây dựng những cái nhà máy lớn mà sẽ thay thế những cái vật liệu bằng nhựa, sẽ đưa ra rất là nhiều vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu để xây dựng, vật liệu xây dựng này, cái ba gian này có thể dùng để làm vật liệu xây dựng, làm tất cả mọi thứ, từ những cái thứ đơn giản như là gia dụng hàng ngày, hoặc là những cái thứ mà trên công nghệ hàng không vũ trụ. Chúng ta cũng có thể làm ra những cái sản phẩm gia dụng từ ba gian, từ cái sợi ba gian. Thì đây cũng có thể là những cái token khai thác vàng, hay công ty xây dựng và nhiều các cái công ty khác nữa. Và về các với các đối tác hiện có thì đấy sẽ có thể là các cái đối tác mà họ sẽ đến và sẽ muốn có được cái sự đầu tư từ danh mục đầu tư, và họ sẽ có cái cơ hội để nhận cái tài chính và phát hành, sẽ thực hiện cái việc kinh doanh của mình, đưa nó sang thành cái token hóa. Sau đó thì chúng ta sẽ phát hành các token của mình một cách rộng rãi cho mọi người, để có thể nhiều người có thể trở thành nhà đồng sở hữu một cách rất là nhanh chóng. Cách thứ ba, phương thức thứ ba đó là những cái doanh nghiệp mà họ muốn đưa vào danh mục đầu tư toàn cầu, đó là những cái danh mục mà đã, những cái doanh nghiệp đã tồn tại, những người mà đã có doanh nghiệp rồi, hoặc là những cái doanh nghiệp mới mà họ muốn phát hành, bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình qua thông qua cái blockchain, cái công nghiệp blockchain. Và thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể phát hành các cái token của mình thông qua blockchain crypto unit. Đấy là một cái cơ hội cho mọi người. Rất là thích là có một điều là một số cá nhân hay là một số doanh nghiệp thì có thể phát hành các cái token riêng của mình, và họ có thể sử dụng, họ có thể quyết định những cái giá trị mà token mang lại cho con người. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét xem là chúng ta thực hiện những cái cơ hội này như thế nào, chúng ta có những cái ưu điểm gì cho những cái người ngoài tham gia vào cái sự kiện này, tham gia vào những cái doanh nghiệp này. Chúng ta hãy cho tôi phản hồi. Chúng ta có thể thấy chúng ta có cái điều các bạn có thể biết thêm những điều mới, cho chấm điểm giúp tôi từ 1 đến 10, xem các bạn có biết thêm được nhiều thông tin qua cái buổi ngày hôm nay không. Nếu mà được, các bạn chấm điểm giúp tôi thang điểm từ 1 đến 10, 10 là tốt nhất và 1 là kém nhất. Vâng, tôi xin cảm ơn những người đã phản hồi. Có ai đó thì viết là 10, có ai đó thì viết là 5. Tôi xin cảm ơn mọi người vì đã thẳng thắn. Với tôi thì quan trọng là tôi mới bắt đầu nghiên cứu blockchain, công nghệ blockchain. Thì là tôi đã, ngay cả khi các bạn nghe xong rồi mà các bạn không hiểu, các bạn nghe nhiều lần, thì tôi cũng tin chắc chắn là các bạn nghe đi nghe lại thì các bạn chắc chắn là sẽ hiểu ra hơn, rõ hơn. Được, nghe một lần chưa chắc đã hiểu ngay được đâu. Các bạn nghe đi nghe lại thì các bạn sẽ có bức tranh toàn cảnh và các bạn sẽ hiểu tốt hơn những cái cơ hội mà không chỉ là trong thế giới crypto mà trên nói chung là trên trong cái công nghệ blockchain nói chung. Và tôi cũng rất thích những cái cơ hội mà chúng ta có được qua blockchain crypto unit và các đối tác của blockchain này, cho nên tôi mới chia sẻ với các bạn cái chủ đề này ngày hôm nay là vì thế. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về các cái ưu điểm mà khi cái ưu đãi mà khi chúng ta có thể tham gia vào cái đối tác với cái blockchain này, thì chúng ta có thể tham gia
cung cấp tài chính và phát triển. Ai đó thì có thể phát triển cái công việc kinh doanh hiện có, hoặc là bắt đầu có thể bắt đầu từ con số 0, thì có thể nhận một cái hệ thống có sẵn, hệ thống thực hiện có sẵn, bán hàng có sẵn. Tức là gì? Tức là chúng ta có một cái phương án mà đã được thực hiện xong hết rồi. Tức là các bạn hình dung là các bạn có thể phát hành các cái token mà không chỉ là chỉ đưa lên sàn luôn, có rất là ít người mà có thể mua của các bạn và mua của các bạn. Thì có thể sử dụng ngay cái hệ thống thanh toán sẵn có và có được hỗ trợ pháp lý luôn. Ngoài ra thì cũng có thể được hỗ trợ IT, hỗ trợ công nghệ thông tin. Thế thì trên thực tế thì đây là một cái gói rất là nhiều chức năng ở trong đó, và chúng ta có thể chia sẻ cái rủi ro với các đối tác, tức là với cái rủi ro khi mà công ty tham gia trên thị trường đấy, thì nó cũng chúng ta tất nhiên là cũng có nhiều cái rủi ro. Thế nhưng mà nếu như chúng ta có sẵn một cái chuỗi cái hỗ trợ, thế thì nó rất là tốt. Chúng ta trên danh mục đầu tư thì chúng ta có một cái công cụ mới, công cụ cho đầu tư. Thế thì đây là chúng ta có thể thực hiện cái vốn hóa và cấp cổ tức đấy. Thế thì chúng ta có thể nhanh chóng tiếp cận những cái sản phẩm mới của những công ty mới, và có thể tham gia vào pre-sale, tức là trước khi bán hàng, trước khi mở bán đấy. Và chính những cái người mà tham gia trong cộng đồng hiện đó thì họ sẽ là những người đầu tiên có được toàn bộ thông tin, và họ sẽ có thể trở thành những người đầu tiên mua những cái sản phẩm của những công ty mà có token, sẽ phát hành token ra. Thế thì nếu như mà họ cho rằng là đây là một cái điều rất là ưu đãi, thì họ sẽ chọn trong số những cái danh mục rất là dài. Thế thì cái cơ hội, các bạn giúp tôi bật slide tiếp theo vậy ạ. Thế cái cơ hội đó là cái điều kiện để tham gia hợp tác. Thì thứ nhất đó là phải học cái khóa Profi Investor, Investor Profi, tức là Investor chuyên nghiệp, nhà đầu tư chuyên nghiệp và tư vấn viên, nhà tư vấn đầu tư. Bởi vì công ty thì rất là quan tâm đến việc làm việc với những người chuyên nghiệp. Những người đấy phải biết cách, phải hiểu được thế giới đầu tư và phải biết cách quản lý danh mục đầu tư tài sản của mình. Cho nên là trước hết là cái người đấy là phải hiểu được về đầu tư. Tiếp theo là chúng ta phải mua World Crew từ cái lượng đầu tư 5 đến 25 của những khoản đầu tư mà công ty muốn nhận. Tức là ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã cần phải mua World Crew thì mới được, đúng không ạ? Thì chúng ta không cần phải PR gì nữa, bởi vì đấy sẽ là một cái điều kiện đầu tư nó sẽ tăng cái tài khoản tài sản business, là tài sản doanh nghiệp nó sẽ có. Chúng ta cần phải mua crew để khóa lại và trong cái thời giai đoạn hợp tác cho đến khi chấm dứt hợp tác, hoặc là đến khi mà có lợi nhuận theo cái danh mục, theo cái kế hoạch kinh doanh đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải xem, chúng ta sẽ phải mua một số lượng crew nhất định. Thế thì trên cái tài khoản doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải có một cái bức tranh toàn cảnh, thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ với mọi người cái cơ hội kinh doanh đấy thì chúng ta đang xây dựng, và chúng ta sẽ từ tháng 10 thì chúng ta sẽ có được cái danh mục này. Thì chúng ta cần phải đưa ra những cái gói token crew, nó cũng sẽ mang lại chúng ta, giúp chúng ta tăng cái mức sức cầu đối với crew cả của doanh nghiệp mà họ muốn cấp tài chính, cũng như doanh nghiệp mà muốn phát hành token, và doanh nghiệp và những người mà họ thấy là dần dần thì token crew cũng tăng giá, và họ sẽ có những tăng trưởng của họ. Và có một cái điều quan trọng nữa, đó là trong danh mục đầu tư toàn cầu thì chúng ta có những dự án là từ
55 đến 75%, tức là chúng ta được góp vốn vào cái danh mục đầu tư toàn cầu trong các dự án. Và đây là cái mình có thể chọn cái mức phần trăm, tức là công ty đối tác có thể chọn là được hỗ trợ IT hay là hỗ trợ pháp lý vân vân. Tức là có rất là nhiều cái ưu đãi nữa, thế nhưng mà những cái ưu điểm, những cái ưu đãi mà chúng ta có được từ các doanh nghiệp, doanh nhân mà họ tham gia cái danh mục đầu tư đấy. Và thực ra thì họ sẽ được rất là nhiều thứ, bởi vì nó sẽ có cái cơ hội để thực hiện cái dự án, thúc đẩy cái việc thực hiện dự án và nhanh chóng. Thì có thêm một cái cộng đồng tham gia, cộng đồng người tiêu dùng, và sẽ có được cái dự án, cái lợi nhuận của dự án đã mang lại lợi nhuận. Thì UGP Group đã đưa ra những cái yêu cầu nhất định, và những ai mà muốn phát hành các cái token và muốn hợp tác cùng với danh mục đầu tư toàn cầu nhận được cái tài chính. Các bạn lưu ý là cái dự án mà chúng ta muốn đối tác, muốn hợp tác với cái danh mục đầu tư toàn cầu ấy, thì là sẽ phải có cái đấy, và chúng ta sẽ nhanh chóng có ra được cái vốn hóa. Thì đây chính là những cái gì mà có trong cái danh mục đầu tư, thì chúng ta sẽ xem thêm cái thể loại tiếp theo. Chúng ta thấy là cái xu thế thị trường hiện nay là đang thực hiện sang cái việc hỗ trợ mọi người trên blockchain, thì mọi cái thì đang tập trung hết vào một chỗ cho nó đơn giản, và nó sẽ làm tăng cái sức cung, sức cầu, và chúng ta sẽ tìm kiếm xem là chúng ta có thể đi qua những cái bước nào để chúng ta có thể nhanh chóng chuyển sang blockchain, chuyển sang cái kinh tế blockchain. Và Crypto Unit thì sẽ mang lại chúng ta cái cơ hội đó thông qua các cái tài khoản doanh nghiệp. Có thể chút cho tôi cái slide tiếp theo được không ạ? Đây các bạn xem nhé, thì là trên thực tế thì các doanh nghiệp sẽ nhận được những cái lợi ích rất là lớn, bởi vì chúng ta tham gia vào một cái sàn đơn giản hơn rất nhiều so với việc chúng ta tự làm một cái sàn riêng của mình, tự làm một cái blockchain của mình hoặc là đưa ra sàn mới. Thì đối với nhiều doanh nghiệp thì đấy sẽ là về giá cũng đắt, mà cũng nhiều khi là cũng không cần thiết phải làm như vậy. Thế còn nếu mà chúng ta có một cái sàn sẵn rồi thì chúng ta có thể sử dụng thôi, thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Thế mọi người có thể tạo ra cái hợp đồng thông minh smart contract, đấy là một cái công cụ rất là thuận tiện để thực hiện kinh doanh. Chúng ta cũng có thể niêm yết chúng ta các cái token của mình lên sàn Unitex. Chúng ta không chỉ phát hành, tự phát hành, mà chúng ta còn có thể thực hiện bán nó luôn qua sàn. Chúng ta có thể chuyển khoản mà không phải mất phí trên blockchain Crypto Unit, là không phí, không đồng phí. Và Crypto Unit thì giúp tạo và xử lý thông tin 24.000 giao dịch một giây, thì đó là tốc độ khá là nhanh và sẽ rất là thuận tiện để là thực hiện cái việc kinh doanh. Thì có những người có rất là nhiều cái tài khoản thì họ sẽ có thể xác nhận được tất cả các cái giao dịch của mình bằng giấy tờ, tức là không phải là của ai cũng có, doanh nghiệp nào cũng có cái cơ hội để nhận được cái hồ sơ thông qua blockchain hoặc là trên sàn crypto. Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể cung cấp đầy đủ cái danh con số đấy. Thế nhưng mà trên blockchain Unitex thì trên blockchain Crypto Unit và trên sàn Unitex thì sẽ có những cái cơ hội như thế. Và với để thực hiện cái hoạt động kinh doanh thì đây là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì cái thuế hay là những cái báo cáo thuế, các thứ quyết toán thuế thì chúng ta cần phải khai báo đầy đủ và cần phải có rất là nhiều giấy tờ để cho có thể hoạt động hợp pháp. Và nhớ tất cả những cái phương án trên, những cái ưu điểm trên,
thì cái điều nó có thể thực hiện được một cách rất đơn giản và như vậy thì rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp mà họ cần về hoạt động. Và những cái chúng ta đã có thể mở các tài khoản doanh nghiệp từ tháng 10 năm 2021. Vậy cho nên là nếu như các bạn có hoặc là doanh nghiệp của các bạn có cái tương lai, có cái triển vọng hoạt động trên blockchain, tham gia cái nền kinh tế blockchain, thì các bạn muốn tạo token một cách đơn giản nhất hoặc là một cách có lợi nhất, thế thì blockchain crypto unit cung cấp cho các bạn những cái cơ hội như vậy, và các bạn có thể tranh thủ, các bạn có thể mở cái tài khoản doanh nghiệp. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai loại token mà chúng ta sẽ cần phải mua tài khoản doanh nghiệp. Mà để mở cái tài khoản doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải cần phải có một lượng crypto unit mà sẽ phải chúng ta sẽ mua vào, và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ phải mua cái UNTP để là dành cho những ai mà muốn phát hành cái token của mình. Nếu như các bạn chỉ muốn mở cái tài khoản doanh nghiệp và sử dụng không cần phát hành token thì các bạn chỉ cần mua một ít UNTP thôi. Thì đấy là những cái điểm cái cơ hội cái quan trọng mà hôm nay chúng ta có thể mà có được cả với doanh nghiệp lẫn cá nhân. Thế nên các bạn lưu ý, các bạn sẽ chú ý mà xem, bởi vì những cái này thì hoạt động rất là tích cực trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ tranh thủ những cơ hội này để có thêm những cái ưu đãi nhất định, những cái ưu điểm mà cái ưu thế. Bây giờ chúng ta sẽ tới smart portfolio, sau đó thì chúng ta sẽ tới các cái slide cuối cùng. Cảm ơn. Và chúng ta đã thấy những chuyện trên blockchain cấp tính nhé. Có 900.000 tài khoản. Thế thì làm thế nào mà nó có 900.000 tài khoản? Sao lại có nhiều số lượng có cái tài khoản kinh doanh trong blockchain crypto nhất như vậy? Để có các cộng đồng mà nó gọi là Average, mà dịch ra thì là nó là như tiền hóa sự giàu có. Mọi người hãy nghĩ với cái câu đó đi, nghe thực sự rất là ấn tượng, mà nó không những còn nghe ấn tượng mà nó dành cho những người mà họ vào cái cộng đồng đó, họ sẽ tiến hóa cái sự giàu có. Bây giờ chúng ta hãy tới slide tiếp theo. Average là một hệ sinh thái hoàn chỉnh và nó cũng cấp cho các cái đối tác những cái công cụ độc quyền để tạo thu nhập chủ động và thụ động dựa trên các cái nguyên tắc về đầu tư cộng đồng mạng lưới. Về tắc về Average sẽ cho phép mọi người cơ hội tham gia vào tất cả các cái dự án hệ sinh thái, và cái số lượng của các dự án trên nền tảng này không ngừng tăng lên, và tất nhiên là các cái cơ hội đầu tư và kinh doanh cũng tăng lên. Average là sự kết hợp phương thức kinh doanh và đầu tư truyền thông và các cái chương trình liên kết theo mô hình MLC nhằm mục đích tạo ra một xã hội tiền mẫu và giàu có. Xin mời slide tiếp theo. Mọi người hãy lưu ý rằng là ở đây thì có sự kết hợp, chẳng hạn như là nếu mà có người có kinh doanh và nó sẽ có cái sự kết hợp qua Average hai lĩnh vực đấy, và Average nó sẽ kết hợp và nó sẽ cho các cái cơ hội lớn, và mọi người mà muốn học đầu tư thì họ sẽ có thể đầu tư được và nhận được nhiều các cái thu nhập khác nhau và các cái lợi thế khác nhau, và thu nhập thụ động và chủ động. Và cái mà kinh doanh mà cái việc tài trợ rất là quan trọng, các cơ hội để phát triển mà kinh doanh cá nhân của mình, các cái công cụ để nhận được thu nhập, và tất cả cái điều này thì nó được được thực hiện qua Average. Thì qua Average thì có rất rất nhiều các cái người dùng tham gia, và họ có thể tới mảng kinh doanh này họ sử dụng cái
rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, và nhờ vào đó thì họ sẽ phát triển cái hệ thống sinh thái, và nhờ vào đó thì nó có một cái tầng lớp các cái doanh nhân mới, các cái doanh nghiệp mới. Bây giờ chúng ta hãy tới set tiếp theo, và những các cái những doanh nhân thế hệ mới họ sẽ sử dụng các cái cơ hội này, và họ hiểu rằng là ở nơi mà có cái sự kết nối, cái sự kết nối giữa con người và kinh doanh thì nó sẽ luôn luôn có các cái trung gian mà họ sẽ kết nối những con người, để giữa con người, và cho họ các cái cơ hội kể các cái câu chuyện, cho phép họ kết nối giữa con người và kinh doanh. Và tất cả cái điều này thì họ sẽ được học tại công ty Average, tại cộng đồng Average. Ở đây là có một cái hệ thống sinh thái đầy đủ, và nó sẽ dạy một cái tầng lớp doanh nhân mới, thế hệ mới. Nếu mà mọi người sẽ nghiên cứu và mọi người sẽ học cái đó, và mọi người muốn học cách vận hành trong lĩnh vực đầu tư, trong lĩnh vực đào tạo, trong kinh doanh. Và hội thực hiện các cái dịch vụ tư vấn khác nhau, thì đương nhiên là các bạn sẽ luôn luôn nắm bắt, mọi người sẽ luôn sẽ có thể chia sẻ các thu nhập, và mọi người sẽ có cái triển vọng phát triển cho sự nghiệp rất là lớn. Vậy mọi người sẽ biết được nhiều hơn nữa ở trên chương trình đào tạo liên quan tới cộng đồng Average. Và cái chương trình Master, vì nó thực sự là cái chương trình đào tạo rất là hay, trong lĩnh vực rất là triển vọng, mà hiện tại thì nó được hình thành một cách tích cực, và nó sẽ cho cơ hội rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp theo. Và đương nhiên là tất cả cái điều này thì cái sự kết hợp này nó sẽ tạo ra một cái hệ thống sinh thái này, nó sẽ gọi là new. Đó sẽ là sự tiến hóa, mục tiêu của nó là tiến hóa kinh tế mới của thế giới. Nó sẽ cho cái kiến thức tài chính cho 15% thế giới. Vì như chúng ta đã nói chuyện, chúng ta đã nói là qua giáo dục thì mọi người sẽ có thể hiểu được nhiều hơn nữa, và không những nhận được thu nhập nhưng mà họ sẽ có thể bảo tồn và nhân lên, và đồng thời là mọi người sẽ có thể không những là trở thành những người dùng sản phẩm mà trở thành đồng sở hữu các cái công cụ kinh doanh nữa, và sẽ có thể nhận được các thu nhập từ được việc đó. Bây giờ chúng ta hãy đến step tiếp theo. Các cái nguyên tắc của nền tảng của New, nó sẽ có 3 cái cấp độ, tức là mọi người có thể tới được. Nhưng mà cái người tiêu dùng họ sẽ sử dụng các cái sản phẩm mà, tức là anh ấy cũng là vừa là người dùng vừa là độc sở hữu, và anh có thể trở thành một doanh nhân, và anh có, chị có thể tự quyết định được có tham gia cái mảng kinh doanh hay không. Mọi người có thể sử dụng vừa người tiêu dùng, người độc sở hữu hoặc là doanh nhân, 3 trong 1, và đồng thời là mọi người có thể trở thành riêng biệt. Thế ở đây thì khi mọi người là người tiêu dùng thì các cái sản phẩm nó được sản xuất trong hệ thống sinh thái, thì anh chị sẽ là vừa là người đồng sở hữu, tức là mọi người khi dùng các cái sản phẩm mình, mọi người sẽ nhận được thu nhập, và mọi người sẽ có thể phát triển được cái mảng kinh doanh của mình, hoặc là kinh doanh của người khác, mà nhận được cái thu nhập nhất định, cái công ty hoặc cái sản phẩm xuất hiện hàng tháng càng ngày càng nhiều hơn nữa. Vì vậy chúng ta có buổi tổng kết, và chúng ta sẽ kể về phát triển công ty và các cái lĩnh vực mà nó vẫn có và nó vẫn xuất hiện. Và thực sự chúng tôi rất là vui vì khi mọi người thấy cái công ty nó phát triển một cách tích cực như thế nào, sản phẩm nó phát triển như thế nào, và công ty phát triển trong 10 năm thì nó rất là ấn tượng, và nó sẽ tạo cảm hứng. Ở đây nó sẽ tạo một cái cộng đồng một cách rất là tích cực. Thế nhưng cộng đồng đồng sở hữu, các công ty rất là lớn, và hàng tháng thì họ sẽ
càng ngày sẽ trở thành giàu hơn nữa. Bây giờ chúng ta hãy đến slide tiếp theo. Chúng ta có rất nhiều các cái bài thuyết trình rất là thú vị. Tôi cũng muốn bổ sung thêm là để chúng ta có thể thực hiện được các cái ý tưởng nêu, thì nó có ba cái thành phần, trong đó bao gồm là hàm lượng là dụng từ cá nhân này, sẽ là qua cái chương trình đào tạo, thì khi mà chúng ta cho những khác cái gói giáo dục thì chúng ta sẽ có thể nhận được những con người mà có thể am hiểu và họ có thể phát triển được. Và tiếp theo thì đó là UGP Group, và nó sẽ cho chúng ta cái cơ hội trở thành đồng sở hữu ở trên các cái trong các cái lĩnh vực khác nhau, và đó là Average mà nó cho phép cho chúng ta các cái cơ hội số lượng này rất là lớn hợp tác với các cái công ty khác nhau trong cộng đồng UGP Group, và có thể nhận được rất nhiều các cái nguồn thu nhập khác nhau. Thật sự nó là rất là một cơ hội tuyệt vời. Thưa anh chị, cảm ơn mọi người đã tham gia cùng chúng ta, và tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái cơ hội thực sự tuyệt vời liên quan tới cái việc nhận quà tặng. Vì ngay từ đầu thì chúng ta nói về việc chương trình đào tạo, thì chúng ta sẽ nói là anh chị có thể tới được cái chương trình đào tạo của chúng ta và có thể áp dụng được một cách thực tiễn, khi mà thì mọi người sẽ có thể nhận được vài quà tặng khác nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là chúng ta có những quà tặng gì và nó có những cái lợi thế gì. Cái điều quan trọng nhất là cái điều kiện thực sự nó rất là đơn giản, mà anh chị là người mới tham gia và anh chị lần đầu mới nghe tới việc này, thì đối với anh chị quan trọng đăng ký trong tài khoản, thì mọi người hãy tự ý rằng UGP Group mà chúng người qua để xác thực, thì nó là cái cũng rất là quan trọng. Và từ 1 đến 14 tháng 9 chúng ta phải đem một bản UGP Group mua cái gói mua gói token Guru với trị giá từ 10 đô la trở lên. Mọi người mua cái số lượng token Guru thì mọi người sẽ tự quyết định, thế nhưng cái số đấy thì nó ít nhất là phải có trị giá 10 đô la nếu mà mọi người muốn tham gia trong các cái chương trình thưởng và cái chương trình quà tặng, thì chúng tôi chuẩn bị cho anh chị cũng nó rất là có giá trị. Và vì vậy, nhưng mọi người hãy lưu ý rằng là token Guru thì thực ra thì từ ngày 5 tháng 9 thì nó chỉ có những cái nhà tư vấn đầu tư có thể tham gia được thôi. Vì vậy mọi người hãy tận dụng các cái cơ hội này để mà có thể mua được cho mình cái số lượng mà mọi người thấy thực sự là cần thiết. Và mọi người hãy lưu ý rằng là anh chị có thể sử dụng được các cái giảm giá rất là hay trên gói tư vấn. Mọi người hãy hỏi báo cáo, thì tôi dám chắc rằng là cái chương trình tư vấn đầu tư thì nó sẽ có hơn 14 diễn ra. Và mọi người hãy lưu ý rằng là 5 trong những người đó họ đó là triệu phú đô, và họ sẽ chia sẻ với anh chị các cái kinh nghiệm cá nhân của mình làm thế nào mà họ tới được cái số tiền như vậy, và làm thế nào họ tạo được. Nó thực sự là có rất nhiều các cái cái tài liệu rất là thực tiễn, rất là hay, và quan trọng nhất là sau đó thì có sự hỗ trợ và rất nhiều các cái cơ hội để mà mọi người có thể nhận được không những các cái kiến thức lý thuyết mà có thể áp dụng được một cách thực tiễn, dành cho những người mà mua Guru cho từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 9 và năm 2021. Thì mua với giá 10 đô la cộng thì hoạt tạo kỳ ví crypto trong blockchain Crypto Union. Họ sẽ qua các kiện thì 75%. Anh chị sẽ có thể nhận được
có cái quà tặng tiếp theo. Bây giờ chúng ta đến sách tiếp theo. Ai mà đã qua được kỳ thi đầu tiên với 100% thì sẽ nhận được 50 NTB. Người thứ hai mà đáp ứng được các điều kiện bài kiểm tra NTB 100%, 90% thì sẽ được 35 NTB. Người thứ ba mà sẽ đáp ứng được các điều kiện vượt qua bài kiểm tra 100% thì sẽ được 20 NTB. Nói trước thì chúng ta có một cái siêu quà và có rất nhiều các cái quà bổ sung mà hiện tại thì chúng tôi sẽ tính là chúng ta sẽ tặng cho ba người chiến thắng và những ai mà nghe cái chương trình chúng ta một cách rất là chăm chú và qua cái test 100% sẽ nhận được cái quà tặng tuyệt vời này. Đây phía trái lần này thì chương trình này thì chúng ta có chuẩn bị thêm các cái cơ hội nhận được cho bất cứ ai và ai mà qua được các cái điều kiện rất là đơn giản này, và ai mà qua được các cái điều kiện này thì sau khi ba người ra được kỳ thi 100% nhưng họ cũng vẫn qua được 100% thì họ sẽ được 35 NTB. Những người đáp ứng được các điều kiện dù các bài kiểm tra mức 90% thì 35 NTB, và những người đáp ứng các điều kiện và vượt qua cái bài kiểm tra mức 75% sẽ nhận được 20 NTB. Tất cả những ai mà vượt qua bài kiểm tra cao hơn 75% thì sẽ đều được giảm giá 20% cho các cái sản phẩm của Học viện Đầu tư Cá nhân nhờ vào cái mã khuyến mại và có thể áp dụng đến 30 tháng 10. Và ở đây thì tôi cũng muốn khuyên mọi người rằng là nhất là những các cái đối tác và các cái những người mà mới tham gia mà họ muốn đào tạo ra về đào tạo cũng như họ, hoặc là họ muốn mua cho mình cái phiên bản hộp trên đề tài là chính với trị giá 20%, đó là một cái giá rất là giảm giá rất là đáng kể, thì anh chị sẽ qua cái thi xong, qua cái test và mọi người sẽ các cái điều kiện trước. Thì anh chị có thể mua được, có thể tận dụng được cái giảm giá này mà mua token Okru tối thiểu $10. Ai mà qua được cái thi với 75% cộng thì họ sẽ nhận được vào mail cái voucher giảm giá, cái mã cá nhân mà mọi người có thể tận dụng được trong hệ thống riêng của mình. Mọi người hãy lưu ý rằng là người thắng chính thức thì lần đầu thì họ sẽ không thể tham gia được thi chính nữa, nhưng anh có thể tham gia được các cái cuộc thi khác. Và quan trọng nhất là để họ mua trong tài khoản cá nhân và qua được các kỳ thi 75% cộng. Và nếu mà anh chị đã có qua lần trước các cái kỳ thi như vậy rồi và họ sẽ nhận được quà tặng thì mọi người thì vẫn lại có thể qua được kỳ thi như vậy lần nữa và tham gia chương trình. Nếu mà mọi người mua cái Ukru với trị giá khoảng nhất $10, lúc lần trước thì mọi người không nhận được. Tôi cũng biết là có một số các cái đối tác mà họ qua kỳ thi và họ sẽ biết là họ không qua được hết các cái thi, tức là họ không đạt được 75% chẳng hạn. Thế thì những người đó thì sẽ có cơ hội một lần nữa tham gia để có thể mua được, họ lần nữa có thể mua được và để có thể qua được cái test đấy một lần nữa. Mọi người hãy tận dụng các cái cơ hội này, vì tiếp theo thì mọi người có thể áp dụng được từ giữa tháng 11, mọi người có thể lúc đấy nhà được vừa qua tặng và sự giảm giá, nên mà mọi người sẽ có thể thực hiện các cái điều kiện đơn giản này. Bây giờ chúng ta hãy tới step tiếp theo, và cái món quà giá trị nhất đó là kiến thức mà mọi người nhận được trong khóa học của chúng ta, kiến thức mà rất dễ áp dụng và mang lại thu nhập cho chúng ta. Vì vậy nếu mà anh chị khám phá cho mình cái kinh tế blockchain và anh sẽ áp dụng các cái kiến thức đó thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ có thể từ ngày đầu tiên khi mà vào trong blockchain crypto unit thì mọi người sẽ có thể chẳng hạn như mọi người muốn token Okru hoặc là token Okru thì mọi người sẽ có thể nhận được cái thu nhập
từ MTB từ phút giây đầu tiên khi mà mọi người staking với quỹ, nhưng thực ra là cái việc nhận được thu nhập thì mọi người sẽ có thể nhận được nhiều hơn nữa, vì vậy mọi người hãy tìm hiểu nhiều hơn nữa và không những nắm bắt kiến thức mà quan trọng nhất là tận dụng nó, tận dụng các cái cơ hội nó. Tôi cũng muốn nói rằng là cái thứ ba tiếp theo ngày 14 tháng 9 thì chúng ta sẽ có một cái phiên tiếp theo và chúng ta sẽ kể một cách chi tiết hơn nữa, một cách đầy đủ hơn nữa, và chúng ta sẽ xem xét cái blockchain Creative Unit từ bên trong, chúng ta sẽ xem nó hoạt động như thế nào bên trong và trong đó nó có những các cái thành phần gì, yếu tố gì, làm thế nào chúng ta có thể chuyển đổi được token, làm thế nào để có thể cho họ quy quỹ, làm ra staking, và các blockchain nó có vận hành như thế nào từ bên trong. Và chúng ta sẽ có hai người diễn giả tuyệt vời, đó là Ivan Tokachev và Maxim Gustavits, mà họ sẽ chuẩn bị cho anh chị một cái khảo sát từ bên ngoài cả bên trong, mà chúng ta sẽ xem cái tổng hợp bên ngoài nó có cái gì và blockchain bên trong thì chúng ta sẽ lấy ví dụ vào cái ví cá nhân và ở bên trong nó có vận hành như thế nào, các đối tác có thể sử dụng như thế nào và các cái chủ token có thể làm được và làm thế nào để họ có thể nhận được thu nhập. Vì vậy là ngày 14 tháng 9 là 8 giờ theo giờ Hà Nội, mọi người hãy chuẩn bị để tham gia cùng chúng ta, và tôi tin rằng là mọi người sẽ có rất nhiều nhiều các cái tin hữu ích. Slide tiếp theo. Bây Bây giờ giờ thì thì tôi sẵn sàng. tôi sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mọi người và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể hỏi để tôi giải đáp. Xin hãy cho tôi biết là để thi có câu hỏi là để thi invest cấp cấp độ 3 thì chúng ta phải có mặt ở Moscow hay là có thể thi online được. Chúng ta có hai phương án. Nếu như chúng ta nói về các khóa học mà nói về nhà đầu tư tư vấn đầu tư thì chúng ta sẽ có vài cái phương án khác nhau chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn cho bản thân cho mình cái phương án để thi thi quốc gia thì phải phải thi ở các cái thành phố khác nhau. Và hiện nay chỉ có thể làm ở Nga được thôi. Và ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn trên cái thi ở trên cái nền tảng của Học viện nhà đầu tư tư nhân làm online với các cái câu hỏi kiểm tra thông qua học viện. Chúng ta có thể lựa chọn một trong hai phương án. Tức là chúng ta không cần phải đi sang tận Moscow để thi. Cứ thi ở ở nhà xong đó thi online là được. Anh Khi Ra đang hỏi là để nhận được cái phần thưởng phần đền bù của công ty hàng không thì chúng ta phải đăng ký ở Everdix hay không? Và trên thực tế thì chúng ta phải hợp tác với blockchain crypto unit thì mới có thể thực hiện được với dự án NDE, tức là cái hãng hàng không nó phải kết hợp với hai cái bên đấy. Thì hiện nay chúng ta đang xem xét những cái việc hợp tác với rất là nhiều công ty như vậy. Chúng ta sẽ hôm nay lúc 4 giờ 8 giờ tối giờ Moscow sẽ trao đổi về cái nội dung này thì các bạn có thể tham gia cái buổi webinar đó để các bạn biết được thêm thông tin. 90% giảm giá, mức giảm giá cái chứng chỉ cho nên là các bạn hãy cố gắng tham gia cái webinar đấy thì các bạn sẽ có được thêm thông tin rất là thú vị. Tôi thấy là trong phòng Tây Ban Nha không có câu hỏi gì cả. Phòng tiếng Nga thì có. Có hai câu hỏi. Khi nào thì chúng ta sẽ có cái hợp đồng thông minh? Và câu hỏi thứ hai là những người đang tham gia hệ sinh thái thì có cần phải mua World Crew 10 đô la hay không để tham gia thưởng hay không? Hợp đồng smart portfolio thì đã có trong crypto unit rồi. Ở đó thì nếu như các bạn tham vào trong cái back office crypto unit ấy, thì các bạn sẽ có thể bấm nút AIP và bên góc bên trái ở bên dưới thì chúng ta sẽ có smart portfolio.
Tức là chúng ta có thể ở đấy có một số cái lượng, một số cái gói khác nhau, và sau khi nó được phân bổ rồi thì cái sản phẩm này sẽ hoạt động 1 tuần thì sẽ không có sản phẩm, và sau đó thì sẽ có một cái lô hàng phong phú hơn, những cái mặt hàng phong phú hơn, chúng ta sẽ phải mua 10 đô la. Thì cái bài thi thì chúng ta có thể kiểm tra sau, và nếu như chúng ta chỉ muốn làm bài thi để kiểm tra thì các bạn có thể thi, các bạn làm bài tập và các bạn kiểm tra bản thân mình, kiến thức của bản thân mình về công nghệ blockchain. Thì nếu như các bạn muốn nhận thưởng ấy, nhận món phần quà ấy, thì chúng ta có các cái phần thưởng là UNTP, và chúng ta có cái phần thưởng rất là quan trọng, đó là hai được giảm giá 20% các cái khóa học của Học viện Nhà Đầu Tư. Nếu như chúng ta chọn, chúng ta thể hình dung là các bạn đang học 10, các bạn mua 10, hơn 10 đô chẳng hạn. Thế tại sao tôi lại nói là hơn 10 đô? Bởi vì có thể thì là cái đấy tùy bạn thôi, bạn muốn mua bao nhiêu thì đó là do bạn. Hình như các bạn muốn mua giá 10 đô hoặc hơn. Những cái số lượng token OneCrew thì các bạn cũng đã có được một cái số tài sản nhất định mà sau này nó sẽ tăng giá. Và nếu như các bạn xem cái bài tiếp theo của chúng ta nói token đem staking ấy, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái thu nhập. Và có một điều cũng rất là quan trọng nữa là chúng ta sẽ có cái cơ hội để thi, khi mà chúng ta thi được hơn 75% đáp án đúng thì chúng ta sẽ có được cái tặng UNTP mà chúng ta đang được còn rất là nhiều người mong mua, và chúng ta sẽ có được 20% giảm giá 20%. Và nếu như các bạn muốn chọn cho mình cái khóa như thế, khóa nhà đầu tư tư vấn đầu tư khoảng độ giá 500 đô chẳng hạn, thế thì các bạn sẽ có thể ứng dụng cái mã promo, mã khuyến mãi đó trên email của mình, và ứng dụng nó thì các bạn sẽ được giảm giá 100 đô la. Thế cho nên các bạn có thể lựa chọn cách sử dụng hay không thì đó là do các bạn thôi. Nếu như các bạn chọn một cái khóa học đắt hơn giá 1.000 đô chẳng hạn thì các bạn sẽ có được giảm giá 200 đô. Đấy, thì đấy là cái cơ hội tốt để chúng ta tranh thủ cho mình những cái cơ hội mà nó sẽ thông qua có được thông qua những cái món quà này của công ty. Thì tôi hy vọng là tôi đã trả lời được câu hỏi của bạn. Có câu hỏi là tại sao cái token WorldCrew nó không hiển thị ở trên Global Unit Pay? Tại vì là hiện nay thì là các bạn đang có ở trên blockchain Crypto Unit, và nó không thể có trên Global Unit Pay được, bởi vì là hiện nay còn đang bị trong cái tình trạng bị khóa. Vâng, xin cảm ơn. Nếu như chúng ta có câu hỏi gì nữa không ạ? Trong các phòng trang khác nhau có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu như không có câu hỏi thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Thế thì anh Artyom cho đến khi sau sẽ đến là anh. Thì bây giờ tôi xin nhắc lại là 8 giờ tối thì chúng ta sẽ có một cuộc họp về NDE, bảo đảm kỹ thuật số, và chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là thú vị. Xin mời các bạn hãy theo dõi cái tham gia cái sự kiện này. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các buổi tiếp theo. Xin chúc các bạn một buổi tối tốt lành.